Ok, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách chơi cờ tướng nha. Ok, mình sẽ vào bán vấn đề nha, không làm mất phí thời gian vàng bạc của các bạn. Thì đầu tiên á, cái môn cờ tướng này các bạn ngại chơi là do mấy cái con cờ đó nè, mấy cái ký tự, mấy cái chữ của Trung Quốc á, nên các bạn nhìn không hiểu nữa, các bạn rất là khó chơi. Nó không như cờ vua. Cờ vua thì cái nó tượng hình á, giống như con ngựa, nó có cái đầu con ngựa là nhìn các bạn biết liền à, nên nó sẽ dễ chơi, người ta chuộng cờ vua hơn là cờ tướng. Thì đầu tiên để mình hướng dẫn các bạn cách nhận diện được cái nhìn mà hiểu được con này là con gì nha. Thì đầu tiên là chúng ta có mỗi bên hai con xe. Thì đây là hai con xe, xe đồ đỏ. Thì con xe các bạn nhìn tưởng tượng đi, ở đây nó có hai cái che cái này lại, nó giống như là chiếc xe đó. Đây là hai cái tay ga nè, còn sau là hai cái bánh xe nè, còn đây như là cái bộ máy đi. Các bạn phải tưởng tượng các bạn mới biết nó là con gì. Đây là hai con xe xanh. Thì con xe sự khác biệt giữa xe xanh với xe đỏ là con xe xanh nó không có cái kèn, còn cái xe đỏ nó sẽ có thêm cái kèn ở đây, đó là xe đỏ, nó tạo nên sự khác biệt. Chúng ta đặt hai con xe hai cái góc cuối bàn cờ, đó là cách xếp cái vị trí khởi đầu của con xe. Tiếp theo là con quân mã hay gọi là ngựa. Thì con mã thì các bạn hình dung đây, nó như một cái bàn chân đi. Các bạn phải tưởng tượng cái này là trừu tượng nha, với mình không biết tiếng Trung, bạn nào biết tiếng Trung nhìn cái biết luôn à. Còn mình không biết tại đây là như cái bàn chân, nó có cái móc móc nè, đó là ngựa đó. Rồi con ngựa đỏ thì nó sẽ có cái càng vô rồi nó cũng giống quên con xe nãy. Thì con vị trí của con ngựa sẽ đứng kế con xe đây. Rồi ngựa đỏ, tiếp theo là con tượng nha. Con tượng thì con tượng xanh nó không giống như nãy, nó giống nhau mà tượng xanh với tượng đỏ khác nhau nha. Tượng xanh thì nhìn các bạn tưởng tượng như trái khóm vậy nè, trái dứa đây, nó như trái dứa đó là con tượng xanh hay còn gọi là con voi đó, sẽ đứng kế vị trí kế con ngựa. Còn con tượng đỏ này mình hình dung cũng ra được cái gì các bạn, giống như cái đồ đi đựng mấy kiếm của mấy cái samurai hồi xưa nè, có cái thanh kiếm này là đồ này đựng lên nè. Thì các bạn tưởng tượng đi, tùy chiếc tưởng tượng các bạn, thì tượng đỏ sẽ cũng như tượng xanh đứng kế hai con ngựa đây, hai tượng đỏ. Tiếp theo là con sĩ. Con sĩ đây, bạn nào biết tiếng Trung thì giải thích mình tiếng này tiếng gì nha, mình biết mà mình quên này. Tiếp lại hình chữ thập rồi có cái gạch ở dưới nè. Con sĩ đỏ thì nó cũng tương tự và nó có cái móc nữa nha, cái càng như nãy đó, cái lần sĩ để đứng kế đây kế vua đó. Rồi hai con sĩ kế tượng kế vua. Rồi tiếp theo là quan trọng nhất cái bàn cờ, tất nhiên là con tướng này. Con tướng đỏ thì chúng ta sẽ dễ hình dung nhất nha, đây như một ông quan có đội cái mũ của mấy ông vua hồi xưa nè, nhìn các bạn cũng có thể tưởng tượng được ông tướng nha. Đây là tướng đỏ. Còn tướng xanh thì mình cũng không hình dung ra được gì nha các bạn, mà nó chỉ trên bàn cờ chỉ có một cái hình dạng dây duy nhất là, nên các bạn cũng gắng nhớ nha. Rồi tiếp theo sẽ chúng ta đến con cực kỳ quan trọng, cũng khá là quan trọng là con pháo. Thì con pháo thì các bạn nhìn nó, con pháo xanh nè, nó có cái hình cái móc như tưởng tượng như cái lựu đạn nè, có cái móc nè, bấm gài chọi đó. Con pháo bên đây cũng vậy, con pháo đỏ thì nó cũng hình cái móc, mà có điều nó có cái càng vô nè, che cái này ra là hai cái này đi chen phải không. Đây con pháo sẽ vị trí của nó sẽ đặt trên con ngựa hai ô nha, 1 2 1 2, ngựa đỏ vậy 1 2 1 2, đó là vị trí con pháo. Tiếp theo năm con tốt thì nhìn trên bàn là các bạn sẽ biết ngay, tại vì quân số của nó rất là đông, nhìn là biết con nào liền. Đây con tốt tới 5 con, vị trí của nó sẽ trên con pháo cách cây này nè. Rồi con chốt đỏ vậy, chốt đỏ ơi này mình đặt lộn nha bạn. Đây thì làm như là đã nhận diện được tất cả các con cờ trên bàn cờ tướng này. Ok, rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách đi của từng con cờ nè. Hồi nãy chúng ta đã nhận biết được cái con cờ gì rồi á, thì giờ phải tìm hiểu cách đi. Thì đầu tiên là con xe. Đâu rồi, con xe đâu rồi? Thì con xe là mỗi bên hai con nè. Thì về chức năng của nó thì các bạn chỉ muốn đi bao nhiêu bước thì đi, giống như mà đi thẳng hoặc đi ngang thôi, chứ không được đi chéo. Giống như con xe xanh thì bạn có thể lên đây một nước, qua đây muốn đi đâu đi, lùi bao nhiêu đi tùy ý. Cái này là về con xe là con dễ đi nhất. Ok, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu cách đi của con ngựa nha. Con ngựa là cái con khó hiểu nhất trong cái bàn cờ tướng này luôn á. Thì đầu tiên là con ngựa nó sẽ đi theo hình chữ L trong cái ô phạm vi hai ô, có nghĩa là hai ô dọc và hai ô vuông, ô ngang ngầm cái gì đó, tức là vị trí hai ô nó sẽ đi theo chữ L. Chữ L các bạn thử demo các bạn vẽ, thường bạn gì chữ L là các bạn L in á, là các bạn sẽ vẽ hai ô xuống rồi một cong qua. Ví dụ ngựa nằm đây, nó đi trong hai ô mà đi xuống đây thì nó giờ vẽ hình chữ L nè. Qua, wow, đó là cái đi của ngựa.
hoặc ở đây các bạn nó nằm ngang, muốn đi ở đây đi, hai cái ô ngang nè, các bạn kéo xin L xuống ngoặt qua, con ngựa có thể đi đây lên L qua. Rồi cái khó của con ngựa trong cờ tướng này á, là bây giờ trong cờ vua là khi có hai con chặn, cũng như nó lên đây nó vẫn đi được bình thường, nhưng với trường hợp của cờ tướng thì con ngựa này đã bị chặn. Và làm sao biết chặn là bỏ con này ra thì nó sẽ không đi được, nhưng bỏ con này ra nó sẽ đi được, tại vì con này đang đứng chặn cái phạm vi mà vẽ cái hình chữ L của nó. Cụ thể hơn là như con ngựa nằm đây, có ăn con chốt này, nhưng bị con pháo này chặn lại, nó không thể ăn được, tại vì nó trên đường đi chữ L vẽ hai đường thẳng xuống thì nó đã bị chặn. Nếu con pháo nằm đây thì nó sẽ ăn được, nó sẽ đi chữ L. Thì tiếp theo là con tượng thì là con dễ hiểu, dễ nhớ nhất rồi. Thì nó sẽ mãn đời, nó sẽ nằm ở dưới nè, và nó đi lên đây kéo hai ô, kéo này hai ô, xuống này hai ô, hoặc lên đây hai ô, mỗi lần đi đó hai ô, rồi tiếp tục về đây. Nó giống như nó chỉ đi được cái hình như đây nè, chữ nhật hình nó sẽ đi hình vuông, nhưng mà các bạn lật ngang á, hình vuông đây lật ngang hình thôi, và không được qua sông nha, chỉ được đi trong phạm vi bên vùng đất của mình thôi. Nhưng khi giống như là bò con nào đó chặn ở vị trí này thì nó sẽ không lên được, và nó sẽ đi đây thôi, như chặn ở đây là không đi đâu được luôn, là ấn tượng là không di chuyển được, tại vì nó đã bị, cái đường đi của nó đã bị chặn nè, không đâu, nó đâu có nhảy qua được đâu, bỏ ra đi đường chéo lên được, cũng giống như con ngựa nãy đó. Rồi tiếp theo là con sĩ là đứng kế vua. Thì trong nhìn các bạn nhìn trong cái cung nè, trong cái cung điện nó có mấy cái đường chéo, thì con sĩ mỗi lần đi nó sẽ đi một đường chéo, lên một ô, lên về, lên lên hết, cũng giống như con tượng thôi, nhưng mà phạm vi của nó nhỏ lại. Tiếp theo là con vua. Ủa lộn, tiếp theo con tướng. Cờ tướng nó con vua. Con tướng thì sẽ đi một ô, không như cờ vua mà con vua có thể đi tùm lum hết, mỗi ô đi chéo đi lùi. Con tướng này nó phế hơn nha. Con tướng này nó chỉ đi lên qua, một tức là đi một ô duy nhất đó, lên vòng. Nói chung là chung cái cung điện này và không được đi chéo như con sĩ, chỉ đi thẳng ngang lùi gì, tức là một ô mỗi lần, thậm chí là trong cái ô bốn cục này. Rồi tiếp theo chúng ta có con pháo này cũng khá là quặn, nhưng mà tóm lại nó cũng dễ hiểu thôi. Con pháo thì nó sẽ cái đường đi của nó như con xe, cũng đi bao nhiêu tùy ý, con xe cũng như tùy ý, nhưng mà con xe khi có ở đây thì nó sẽ ăn luôn, còn con pháo thì nó không như vậy. Con pháo ở đây, nó tới đây là nó dừng, nó không ăn được, nó phải có một cái vật cản nó nhảy qua, giống như là nó có một con ngựa ở đây chắn lại đi. Thì chức năng của con pháo, mà pháo là cái bệ phóng, bật cái cục đá như đó, phóng qua lan được con này, đó là chức năng của con pháo. Còn như bỏ con ngựa ra thì nó tới đây hết, nó không ăn thẳng như con xe là ở đây là lụm luôn, không có nói nhiều. Còn như đây nè, đó phải có một cái vật cản thì nó nhảy qua, như bạn chơi MB Bird thì bạn kéo phóng ra đó, nó vậy đó là chức năng của con pháo. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ tới chức năng của năm con chốt nha. Thì con chốt các bạn rất đơn giản, đi mỗi lần một ô tới đây, và khi qua sông thì được đặt quyền cái là được đi ngang, và con chốt một khi đã đi là không được lùi các bạn, tốt đã tiến là không bao giờ được lùi, cũng giống như trong cờ vua thôi, chỉ đi thẳng. Nhưng mà trong cờ vua các bạn xuống đây các bạn phong tùm lum con hậu xe ngựa, nhưng con này tới đây là như chỉ được đi ngang đó, là nó chung vùi thanh sưng nó xuống đây luôn đó. Đó là chức năng của bàn cờ. Và bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn coi nha. Rồi giờ mình sẽ chiến với đệ mình nha. Nãy giờ nó coi chắc mình hy vọng là nó cũng hiểu nha các bạn. Rồi nó hiểu không? Điểm của nó cũng hiểu nữa. Giờ lại là bên xanh sẽ đi trước nha. Bên xanh đi. Hồi nãy mình quên bạn nói với bạn này nha, là khi hai con tướng là không thể chạm mặt nhau, giống như là con chốt đây đi mà nó mất là cũng không được nha. Đó lại là hai con tướng là không thể chạm mặt nhau nè. Đây là chạm phải có cái xe đây, chạm mắc cỡ được. Đó, rồi vô. Bên xanh đi trước. Đó nó lên tượng các bạn. Rồi bí. Rồi giờ mình đã thắng rồi các bạn. Rồi vậy. Hết cú. Đó, đó, đó. 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 Trời, nó mỏi.